Có người nói, lúc đi vệ sinh trên máy bay, nếu nhấn nút xả nước khi đang ngồi trên bồn cầu, mông sẽ bị hút chặt không thoát ra được, thậm chí, nếu gặp lực hút mạnh, sẽ hút luôn cả nội tạng con người ra ngoài. Vậy điều này có đúng không? Hôm nay, nhóm Mythbusters đã làm thí nghiệm để xác minh. Đầu tiên cần tìm loại bồn cầu tương tự trên máy bay, họ chọn loại bồn cầu chân không và không có lỗ thông hơi. Tiếp theo, mô phỏng mông của một người phụ nữ nặng 100 kg, họ sử dụng keo nến làm nguyên liệu, lấy mẫu mông của thư ký, cho thêm ít thịt và mỡ, chỉ cần đổ vào khuôn và chờ nó đông lại là được. Thí nghiệm bắt đầu, họ bật máy hút chân không lên trước, rồi mô phỏng cảnh xả nước, sau đó từ từ hạ mông xuống, lấp kín mặt bồn cầu hút chặt cái mông giả và để lại dấu hình bồn cầu trên cái mông. Adam thắc mắc, nếu một người có cân nặng bình thường sẽ thế nào? Vậy nên Adam đã trực tiếp trải nghiệm. Anh ngồi lên bồn cầu, sau đó Jamie khởi động máy, nhìn biểu cảm của Adam, đủ thấy tình hình không ổn chút nào. Thí nghiệm kết thúc, anh nói nếu gặp bồn cầu như này thì người trưởng thành cũng không thể tự thoát ra được. Vì vậy, khi sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay, phải đứng dậy mới được xả nước. Các bạn nhất định đừng có vì tò mò mà thử nhé.